Hello, chào mừng các anh chị đã quay lại kênh Gấm Nguyễn chuyên hàng gia dụng Nhật Bản nha. Thì hôm nay em sẽ lên một số chảo chống dính cho các anh chị lựa chọn nha. Và giá em báo chưa bao gồm phí ship nha các anh chị. Các anh chị chuyển khoản cho em 100% thì em sẽ miễn ship nha. Với điều kiện là trên 500k trở lên nha các anh chị. Và đầu tiên em xin giới thiệu với các anh chị một cái set chảo như thế này ha. Em có set chảo chống dính như thế này. Thì cái hình thức chốt đơn thì em đã nói rất là nhiều trên các cái video của em nha. Anh chị chốt đơn thì gọi điện theo số điện thoại em để ở phần tiêu đề nha các anh chị. Hoặc là kết bạn qua Zalo nha. Qua Zalo thì nó dễ dàng hơn nha các anh chị. Và đừng quên là tương tác cho em, xin một like tương tác để mình nhận được thông báo sau những video sau nha. Thì em có cái chảo chống dính một set luôn ha. Em bán set chảo như thế này ha. Có quay sách như vậy. Nó có chạy xước bên ngoài nha. Và sử dụng được viết từ. Cái này thì bên trong nó rất là đẹp nha mọi người. Đây, hiệu kim cương nè. Cái này đường kính nó là 20. Và cái thứ hai là đường kính nó là 26cm ha. Và sử dụng được viết từ nha mọi người. Đó, cái này 26 nè. Cái này 20. Và set này em bán cho các anh chị với giá là 600 nha. Mã số 1, 600k mã số 1 dùm em nha. Sử dụng được bếp từ nha mọi người. 600 mã số 1. Tiếp theo thì em này là mã số 2 chứ là đây không? Mã số 2 chảo vuông chiên trứng ha, hình chữ nhật nha mọi người. Em này không nấu được bếp từ. Em này đường kính chiều dài thì 18 bản, rộng là cỡ 13 nha các anh chị. Và em này em bán 200 mã số 2. 200 mã số 2. Em này mã số 3. Đó, chống dính còn đẹp nha mọi người. Lớp chống dính bên trong còn rất là đẹp ha. Sử dụng được bếp từ. Và em này em bán 200 luôn mã số 3 cho em nha. 200 mã số 3. Nó có thiếu miếng nhựa kẹp tay ở đây nè mọi người. Đó, nó thiếu nhưng mà vẫn sử dụng bình thường, không có sao ha. Mã số 3 giá 200. Và em lên set chảo chống dính như thế này, tay cầm rời, chảo Tifan của Pháp ha. Đây, cái quay thì lúc nào cái quay này nó hay bị lỗi nhẹ ngay đây nè mọi người. Đó, nhưng mà vẫn sử dụng ok ha. Và em có set này thì có hai cái như thế này. Cái này đường kính 23 nè. Sử dụng được bếp từ nha, chảo Tifan của Pháp. Và cái này thì cái chảo sâu lòng đa năng nè mọi người. Đó, nó hơi bị đậm màu xíu ha. Sử dụng được bếp từ nha. Em này thì mình nấu lẩu hay kho thịt hay là mình nấu canh gì cũng ok hết trơn nha các anh chị. Cái này đường kính 27 nè. Đường kính 27 và sâu nó là 8 nha mọi người. Em bán set này với giá là 700k nha, kèm theo tay cầm như thế này nha mọi người. 700k dùm em cái set này ha. 700 mã số 4. Em này mã số 5. Em quánh chống dính như thế này mã số 5, không sử dụng bếp từ ha. Đó, độ mới còn cao nha mọi người. Cái này đường kính nó là 18 nhân chiều cao là 8 nha. Cái này em bán 200 mã số 5 cho em nè. 200 mã số 5. Em này là mã số 6 nè. Đường kính 16 nhân chiều cao là 7. Sử dụng được bếp từ. Hàng xi thì trong chạy xước như thế này nó là chuyện bình thường nha các anh chị. Đó, nhưng mà chủ yếu cái lòng bên trong nó đẹp ha. Đó, như thế này nha mọi người. Giá 200 mã số 6 cái này cho em nha. 200 mã số 6. Em này mã số 7 cho em nè. Chảo chống dính có quay sách như thế này. Chảo mini nha. Em này mình dùng kho thịt, kho cá gì cũng ok nha mọi người. Nấu được bếp từ nha. Thì nó cũng có chạy xước như thế này đó. Cái này thì đường kính nó là 20 nha. Cao khoảng 4 nha các anh chị. Em bán cái này với giá là 200 mã số 7 cho em nha. 200 mã số 7 cho em cái này nè. 200 mã số 7. Và em có em chảo chống dính như thế này. Cái này em thấy còn tem mạt nè. Đó, bên trong thì nó cũng có xước nhẹ, nó cũng có chạy xước do vận chuyển nha mọi người. Đây, đó em soi kỹ ha. Cái này em bán cho các anh chị với giá là 150 nha, không nấu từ. 150 không nấu từ nha các anh chị. Mã số 8. Em này mã số 9 cho em nè. Siêu mới nha, cái này rất là mới đẹp nha mọi người. Sử dụng được bếp từ, dày nặng ha. Em này em bán cho các anh chị với giá là 250 mã số 9 nha. 250 mã số 9. Chiều dài là khoảng 18, bản rộng 13 ha. 250 mã số 9. Cái quánh chống dính như thế này, chống dính nha.
còn mới, siêu mới luôn nha mọi người. Đó, độ mới cao ha. Đường kính em này 16 nhân chiều cao là 8. Đây, các bạn cái thương hiệu nó nằm đây ha. Sử dụng được tất cả các loại bếp. Cái chảo này rất là đẹp nha, giá 300 mã số 10 cho em. 300k mã số 10 cho em cái này nha. 300 mã số 10. Em này mã số 11 cho em ha, cái quánh chống dính. Không nấu từ, độ mới còn rất là cao ha. Đường kính em này 18 nhân chiều cao là 8 nè. Cái này em bán 200 nha, mã số 11. 200 mã số 11. Em có set chảo Tifan như thế này, mã số 12 ha. Cái này đường kính là 23cm nha mọi người. Sử dụng được bếp từ. Cái chảo này còn mới đẹp ha. Đây, cái này cũng rất là đẹp ha. Cái này đường kính nó là 28 nha mọi người. Nấu được bếp từ nha, thương hiệu Tifan. Xung quanh cái này thì nó có trầy xước như thế này. Đó, nhưng mà lòng thì đẹp. Chống dính cũng rất là đẹp ha. Tay cầm, tay cầm rời như thế này. Em bán set này 800 nha, mã số 12. 800 mã số 12 cho em cái set này nè. 800 mã số 12. Em chảo chống dính chiên trứng hình chữ nhật nha. Cái này thì không nấu được bếp từ nha mọi người. Độ chống dính thì độ mới cao ha. Đường kính nó là 10, chiều dài nó là 18, bảng nó 13 nha. Cái này em bán giá là 180 mã số 13. Không nấu từ nha mọi người. 180 mã số 13 không nấu từ. Em này mã số 14 giùm em nè, quánh chống dính nha, nấu được bếp từ. Em này đường kính 16 nhân chiều cao là 6 nha. Em bán 200 mã số 14. 200k mã số 14 cho em nè. Và em có cái quánh như thế này mã số 15 giùm em nha. Quánh chống dính siêu mới và đẹp ha. Sử dụng được bếp từ. Đường kính 16 nhân chiều cao là 8 nha các anh chị. Giá 250 mã số 15 cho em. 250 mã số 15. Em này mã số 16 giùm em nè. Đường kính em này 20 nhân chiều cao là 8 nha. Không nấu được bếp từ nha các anh chị. Có chạy xước chút đỉnh nè. 200k mã số 16 cho em nha. Bên trong nó có chạy xước chút đỉnh nha mọi người nè. Đó. 200 mã số 16. Em này mã số 17, độ mới thì rất là cao luôn ha. Không nấu được bếp từ. Và em này bán, em bán 220 mã số 17 giùm em nha. 220 mã số 17. Em này thì độ mới nó là 99% nè mọi người. Nhưng mà không nấu từ ha. Độ mới 99% và không nấu từ. Và em bán cái chảo này với giá là 250 mã số 18. 250 mã số 18. Em có cái quánh mang như thế này. Đường kính 11 nhân chiều cao là 8 nha. Và nấu được bếp từ. Em bán 180 mã số 19. Và em có nguyên cái set chảo như thế này. Đó, nguyên cái set như thế này ha. Cái này chảo vuông chiên trứng nha. Và sử dụng được bếp từ. Cái này tay cầm rời. Một lát em sẽ cho vô đây một cái tay cầm rời trong đây nha. Cái này chiều dài nó là 22, bảng nó là 14. Dài 22, bảng 14. Cái nhỏ nhất nè, cái nhỏ nhất nè. Sử dụng bếp từ ha. Đường kính 16 nhân chiều cao 8. Cái kế đây, cái kế đây. Cái này độ mới rất là cao ha. Đường kính 20 nhân chiều cao là 10. Và cái lớn nhất, cái lớn nhất là đây. Sử dụng bếp từ ha. Cái lớn nhất là đường kính nó là 7. Ủa, 27 chứ. Chiều cao nó là 6 nha. Đường kính 27, chiều cao là 6. Và em bán trọn set này kèm theo một cái tay cầm. Em bán 1,2 triệu ha. Mã số 20. 1,2 triệu mã số 20 bộ này cho em nha. Và bộ này là mã số 21, chảo Tifan của Pháp nha mọi người. Đây, thương hiệu Tifan nằm đây ha, mắc in vào răng xung quanh đây nè mọi người. Và sử dụng được tất cả các loại bếp nha. Cái này nhỏ nhất nè. Nè, cái này thì cái lồng nó cũng không có được mới như cái kia ha.
sử dụng được bếp từ nha mọi người. Cái màu nâu đỏ nè, đường kính 23. Cái chảo này thì rất là đẹp luôn, đẹp và mới luôn ha. Đó, cái này thì đường kính nó là 27 nha mọi người, chiều cao khoảng 4 nha. Và em bán cái này, cái tay cầm nó như thế này, em bán set này với giá 700 nha, mã số 21. 700 mã số 21. Em này mã số 22 giùm em nè, em có cái set chảo như thế này. Đó, cái này thì rất là đẹp nha. Đó, nhưng mà bên ngoài thì mình nhìn nó hơi cũ xíu, nhưng mà bên trong lòng thì rất là đẹp nha mọi người. Cái này đường kính là 27 nha. Cái này chiều cao nó khoảng khoảng 8 nha các anh chị. Chiều cao khoảng 8 ha. Cái chảo này là chiên nè, chiên no, chiên nấu nè, còn cái chảo này xào nè, chảo này chiên ha. Cái này cũng đường kính 27, chiều cao khoảng 4 nha mọi người. Đó, không nấu được bếp từ ha. Em bán set này 800 nha mọi người. Tại vì hai cái này là hai cái chảo lớn, kèm thêm một cái tay cầm vào ha. Cái tay cầm em mua rồi là 200-250 một cái rồi đó. Đó, set này em bán 800 nha, không nấu được bếp từ ha. Lát em bỏ cái tay cầm vào. Rồi, em có cái set chảo này cũng là hiệu Tinfan của Pháp ha, tay cầm rời ba cái nha mọi người. Đây, cái nhỏ nhất ha. Đây, đá inox rất là đẹp ha. Cái nhỏ nhất này đường kính là 23. Đường kính 23 nè. Cái kế. Đây, cái kế đây cũng rất là đẹp. Cái này sâu lòng nha, ăn lẩu hay là chiên xào gì cũng ok ha. Cái này đường kính 25 nha mọi người, chiều cao nó là 7, đường kính 25, chiều cao là 7. Và cái lớn nhất đây, cái lớn nhất thì trong lòng nó cũng không được đẹp gì mấy ha. Đó, nó bị đậm màu một xíu vậy thôi, nhưng mà chống dính nó vẫn còn rất là tốt ha. Đây, cái lớp inox của nó rất là đẹp, nó dày lắm nha mọi người, nó rất là dày. Đường kính 27 nhân chiều cao là 8. Đường kính 27 nhân chiều cao là 8 nha mọi người. Đó, nguyên set này kèm theo thêm một cái tay cầm. Cái này tay cầm như thế này nha mọi người. Đó, set này em bán 1.400.000 nha, mã số 25. 1.400.000 mã số 25 cho em cái bộ này, rất là nặng. Ủa, mã số 23. Mã số 23 nha mọi người. Và tiếp theo em có cái set này nữa nè. Đây, cái này thì đường kính nó size 23 nè mọi người. Đó, Tinfan của Pháp và nấu được bếp từ nha. 23. Em chảo này thì rất là đẹp, sâu lòng. Đó, sử dụng được bếp từ ha. Cái này thì đường kính nó 27 nha mọi người. 27, cái này chiều cao khoảng 8-9 gì đó. Đó, chiều cao khoảng... Đây, chiều cao nó là 9 đó mọi người. Chiều cao nó 9 ha. Nấu được bếp từ. Và cái thứ ba, đây, cái này cũng đẹp ha. Nấu được bếp từ luôn nha mọi người. Nguyên bộ như thế này ha. Cái này cũng đường kính 27 nhân chiều cao là 4 nha mọi người. Xé này em cũng bán 1.400.000 nha. 1.400.000 mã số 24. Mã số 24 cho em xé này nha. Mã số 24. Và em này mã số 25. Cái này em bán xét như thế này. Một cái chảo chiên trứng đường kính 20 xăng ha. Không nấu được bếp từ. Cái này thì đường kính 25 xăng mọi người. Đó, 25 cm ha. Không nấu từ, chảo Tinfan của Pháp. Và set này em bán với giá là 600 hai cái nha. 600k hai cái như thế này. Giá là 600 mã số 25 cho em nha. 600 mã số 25. Em chảo Tinfan của Pháp. Một cái nha, một cái rời. Đây, bên trong lòng nó như thế này ha. Nó có xước nhẹ một điểm, một vài điểm nha mọi người. Đó, em soi rất là kỹ cho các anh chị xem ha. Không nấu được từ nha mọi người. Đường kính em này xây to nha, 29 nhân chiều cao là 5. Cái này 400 mã số 26 nha. 400 mã số 26. Em này mã số 27 cho em nè. Đó, em chảo căn gỗ ha, hàng xịn của Nhật nha.
Đó, chống dính bên trong thì còn rất là đẹp. Đường kính 28 nhân chiều cao là 6. Em này nấu từ được nha các anh chị. Nấu từ được nha. Ở đây nó có để máy in xa lăng ngay đây nè. Đó, cái này em bán 450 nha, mã số 27. 450 mã số 27. Không nấu từ. Ủa nấu từ được chứ quên luôn. Cái này mã số 28 cho em nè, cái quai nó kiểu như thế này nè mọi người. Đó, bên trong như thế này ha. Chống dính còn rất là đẹp. Sử dụng được tất cả các loại bếp nha. Đường kính 26 nhân chiều cao là 5. Và cái này em bán 450 nha, mã số 28 cho em. 450 mã số 28. Em này mã số 29 giùm em ha. Chảo cuốn Nhật. Cái này thì có xước nhẹ bên trong lòng ha. Và bên ngoài thì nó có xấu một xíu nè. Nhưng mà nó rất là dày và nặng. Em sale cái này với giá là 250 nha, mã số 29. Đường kính đó là 27 nhân chiều cao là 5 nha mọi người. Đó. 250 mã số 29 cho em nha. Em này mã số 30, chảo Tifan của Pháp. Đường kính 27 nhân chiều cao là 5 và không nấu được bếp từ ha. Em này em bán 350 thôi nè, em tính 300 thôi. 300 ha, mã số 30 cho em nè. 300 mã số 30, nó có xước nhẹ bên trong chút đỉnh ha. 300 mã số 30. Em này mã số 31, chảo vuông chiên trứng ha. Hiệu của thương hiệu của Pháp nha. À, em này thì không nấu được bếp từ và cái này nó rất là mới đẹp ha. 250 mã số 31. Em này mã số 32 cho em nè. Đó, cũng độ mới cũng rất là cao, sử dụng được bếp từ. Em này giá 200 mã số 32 cho em nha. Em này mã số 33 cho em nè. 180. Sử dụng được bếp từ nha. 180 mã số 33 cho em nha. Em này mã số 34 giùm em nha. Sử dụng được bếp từ, giá nó là 200 nha, mã số 34. Những em này thì kích thước nó tựa nhau nha các anh chị, cho nên những cái sao em khỏi báo nha. Thì bề dài của nó là 13. Ủa 18 và bản rộng nó 13 nha mọi người. Nó kích thước nó thì nó cỡ vậy thôi à. Và em lên tiếp tục một cái set chảo Tifan của Pháp ha. Tay cầm rời. Một cái nhỏ nhất nè. Cái này nhỏ nhất, đường kính em này là 19, chiều cao là 9 nha. Chiều cao là 9 nha. Và cái thứ hai đó, cũng rất là mới đẹp ha. Tifan của Pháp. Cái này đường kính 20, chiều cao nó là 9. Đường kính 20, chiều cao là 9. Và cái thứ ba đây, sau lòng đường kính 29 nè mọi người. Và chiều cao nó là 8 nha. Đó. Cái bộ này thì còn rất là đẹp. Và cái bự nè, cái chiên nè. Cái chiên xào nè. Cái chiên chứ cái xào là cái kia. Cái này đường kính 30 luôn nha mọi người. Chiều cao nó là 6 nha. Đó. Không sử dụng bếp từ nha. Bộ này không sử dụng bếp từ. Bộ này bao gồm 4 cái như thế này nha mọi người. Bộ này em bán 1 triệu 3. 1 triệu 3 kèm tay cầm. Mã số 35. 1 triệu 3 mã số 35. Và em có cái bộ, cái chảo này mã số 36 nha. Đường kính 22 nhân chiều cao là 4. Và em này không sử dụng được bếp từ. Giá 250 giùm em nha. Mã số 36. 250 mã số 36. Em này chảo Tifan của Pháp. Đó, độ mới cũng còn rất là cao ha. Đây, thương hiệu xét của Pháp ha. Em này đường kính 24 nhân chiều cao là 4. Cái cốt nó nặng nha, mình cầm thấy nặng tay nha mọi người. Cái này em bán 350 mã số 37. 350 mã số 37. Em có cái chảo 3 ngăn như thế này. Đó, mình có thể chiên được, xào được 3 món khác nhau ha, trên cùng một cái chảo ha. Và sử dụng được bếp từ. Em này sử dụng được bếp từ nha. Đường kính 24 nhân chiều cao là 5. Rất là dày và nặng tay nha các anh chị. Đó, vân đá luôn ha, rất là đẹp.
450 mã số 38 cho em cái này nha. Em này mã số 39, chảo tráng men, phủ lớp men ha. Em này nấu được từ nha các anh chị, thương hiệu nó nằm đây nha. Cái này em bán 350 mã số 39. 350 mã số 39 cho em nè. Em này mã số 40. Em này mã số 40 giùm em ha. Em chảo này hàng nó có bị xước ngay đây chỗ nè mọi người. Đây miếng nữa ha. Em chảo này của Đức. Em chảo này hàng Fitler của Đức nha các anh chị. Không nấu được bếp từ nha. Đó, cái kiểu như thế này ha. Đường kính nó 25 nhân chiều cao là 5. Em bán cái chảo này 500 mã số 40 cho em nha. 500 mã số 40 giùm em. Em này mã số 41, chảo Tiffan của Pháp. Đó, không sử dụng được bếp từ nha. Độ mới thì rất là cao. Em này thì đường kính nó 25 nhân chiều cao là 4. Cái này em bán 350 nha, mã số 41 giùm em. Em này mã số 42. Mã số 42 nha mọi người. Đây, nó có xước nhẹ bên trong một xíu ha. Đường kính em này là 26 nhân chiều cao là 5. 26 nhân chiều cao là 5. Không nấu được từ ha. Mình nhìn cái đáy chảo là mình biết nó nấu nhiều hay ít, là mới hay cũ liền ha các chị anh chị. Đây mình nhìn thấy rất là mới ha. Nhưng mà bên trong nó do vận chuyển á, nó có một vài chỗ như thế này nè. Cái này em bán cho các anh chị với giá 250 mã số 42 nha. 250 mã số 42. Em này mã số 43. Đây thương hiệu của Nhật. Em này thì độ mới nó cũng rất là cao, nhưng mà do vận chuyển nó cấn bên trong như thế này nè. Đó, nó cấn nhẹ ha. Nhưng mà sử dụng vẫn rất là ok. Đó, nó có máy in sao băng ngay đây nha các anh chị. Đây cái thương hiệu nó nằm phía sau ha. Cái này em, cái này không nấu từ nha. Em bán 300 mã số 43. 300k mã số 43 cho em cái này nha. 300 mã số 43. Em này mã số 44 giùm em nha. Em chảo chiên xào sâu lòng. Đó, nó có xước một vài chấm trắng như thế này ha. Cái này đường kính 28 nhân chiều cao là 8. Em này thì không nấu được bếp từ nha các anh chị. Nó dày và nó nặng tay nha. Em này thì em bán 450 mã số 44 cho em nha. 450 mã số 44, không sử dụng được bếp từ nha. Em này mã số 45 giùm em nè. Em có cái em chảo này nó cũng chia làm 3 vạch như thế này, 3 ngăn ha. Chống nhính này còn mới đẹp, không nấu được bếp từ nha. Cái này em bán 300 mã số 45, 24cm vuông nha các anh chị. Cái này 24cm vuông nha, chiều cao nó khoảng 4 nha. 45 mã số 45. Em này mã số 46 giùm em nè. Đó, thương hiệu nằm đây ha. Chống dính đó nè. Cái này thì không nấu được bếp từ nha các anh chị. Không nấu được bếp từ. Và cái này sâu lòng đường kính nó 28 nhân chiều cao là 7 nha. Cái này em bán cho các anh chị với giá là 450 mã số 46. 450 mã số 46 giùm em. Em này mã số 47 nè mọi người. Đó. Đường kính 26 nhân chiều cao là 5. Rất là mới ha. Không nấu được bếp từ nha. Cái này em bán 350 mã số 47 cho em nha. 350 mã số 47. Em này mã số 48 nè mọi người. Đó, nó cũng có một vài điểm chấm trắng như thế này ha. Đường kính 28 nhân chiều cao là 8. Không nấu được bếp từ. Em này em bán 300 mã số 48 cho em nha. 300k mã số 48. Em này mã số 49 nè. Chảo Tiffan của Pháp. Đường kính nó 28 nè. Nó có đầy xước trong lòng như thế này nè mọi người. Nhưng mà nó rất là dày nha. Đây, chảo Tiffan của Pháp sử dụng được bếp từ luôn ha. Cái này đường kính 28 nhân chiều cao là 8 nha các anh chị. Nó sâu lòng. Cái này mình chiên xào nấu nướng gì cũng rất là ngon ha. Em bán 350 mã số 49 nha. 350 mã số 49. Em này mã số 50. Em chảo sâu lòng của Nhật. Không nấu được bếp từ nha. Không nấu từ được nha các anh chị. Cái này đường kính 24 nhân chiều cao là 8 nha. Đó, bên trong nó có vài điểm xước nhẹ ha. Đường kính 24 nhân chiều cao là 8. Và cái này em bán 250 nha. Mã số 50.
250 mã số 50. Em này mã số 51 giùm em nè. Đường kính 24 nhân chiều cao là 6 nha. Đường kính 24 nhân chiều cao là 6 và em này không sử dụng được bếp từ nha mọi người. Cái này em bán 250 mã số 51. 250 mã số 51 giùm em nha. Em này mã số 52. Đó, em chảo này nó có một vài vết xước trong đây nè. Đó. Cái này thì đường kính 29. Đó, thương hiệu của Pháp nha các anh chị. Đây, thương hiệu của nó đây ha. Ủa, của Đức chứ. Và sử dụng được tất cả các loại bếp ha. Chảo này chảo xịn luôn á, nhưng mà do người ta và đã sử dụng á, độ mới còn rất là cao, mà bên trong lòng nó có xước một vài điểm như thế này ha. Cái này em bán 400 mã số 52 nha. Đường kính nó tới 29 cm rồi nha mọi người. Cái này xây bự ha. 400 mã số 52 cho em cái chảo này nha. Em này mã số 53 giùm em nha. Đường kính 26 nhân chiều cao là 4. Đường kính 26 nhân chiều cao là 4. Nấu được bếp từ. Màu xanh ha. Cái này em bán 300 mã số 53. 300 mã số 53. Đây em có cái chảo tay cầm rời. Chảo của Nhật, thương hiệu kim cương nè mọi người. Diamond ha. Đây thương hiệu Diamond bên trong. Đường kính em này là 26 nhân chiều cao là 7 nha. Nấu được bếp từ. Em này thì độ mới nó còn rất là cao nha mọi người. Đây, không có bị chạy xước gì hết. Kèm thêm tay cầm. Cái này em bán 500 mã số 54. 500 mã số 54 nha. Em này mã số 55 giùm em nè. Đó, cái chảo này nó cũng còn mới đẹp ha. Tuy nhiên thì nó vẫn có một vài vết xước. Đây, nó có vết xước ở đây ha. Đây mọi người. Đó, nó có vết xước đây nhẹ đây thôi ha. Chứ cái này thì rất là dày và nặng và sử dụng được bếp từ ha. Thương hiệu The Mod. Em này em bán cho các anh chị với giá là em sale á, do nó có trầy xước ở đây ha, em sale 250 nha. 250 mã số 55. 250 mã số 55 cái chảo này cho em nha. Và em lên set chảo Tifan của Pháp, một set hai cái ha, tay cầm rời. Cái này đường kính 23 cm nha, không nấu được từ nha các anh chị. Đó, bên trong như thế này. Những cái này thì xung quanh quyền nó hay có bị trầy xước là do vận chuyển ha mọi người. Đó, không nấu từ ha. Và cái này đường kính nó là 27 nha các anh chị. Đường kính 27 ha. Đó, như thế này. Chiều cao khoảng 6 nha các anh chị. Và em bán sáng này với giá là 700 nha. 700 mã số 56. 700 mã số 56. Cái tay này không là 250 nè mọi người. 700 mã số 56. Và em có cái kẹp làm bánh như thế này ha. Cái này thì không có nấu được bếp từ nha các anh chị. Cái này em đo đường kính thì nó là 13 cm vuông nha. Đây nó như thế này ha. Không biết làm bánh gì, cái này mình cũng có thể mình gỡ ra được nè mọi người. Tháo rời ra được ha. Đây hai cái ha, mình làm được hai cái, mình chiên xào được hai cái luôn á. Cái này thì không nấu được bếp từ nha các anh chị. Em bán 250 mã số 57 nha. 250 mã số 57. Và em có cái chảo có cái nắp thủy tinh như thế này. Đó, hình oval như thế này ha. Chiều dài của chảo là 33 và bản rộng nó là 22. Nó có một điểm ở đây lỗi ha. Em này thì không nấu từ được. Nấu từ được nha các anh chị. Em bán cái này với giá 400 mã số 58 nha. 400 mã số 58 cho em cái này nè. Đó, chiên xào nấu gì cũng được ha. Và cuối cùng em lên một cái chảo tay cầm như thế này. Sử dụng được bếp từ nha. Có nắp thủy tinh nha mọi người. Đây bên trong, chống dính bên trong nó như thế này ha. Còn rất là đẹp nha. Cái này thì đường kính nó là 26 nhân chiều cao là 6 nha. Em bán 350 mã số 59. 350 mã số 59 giùm em cái này nha. Rồi video của em đến đây là kết thúc nha. Anh chị nào thích cái mẫu nào thì gọi điện cho em để chốt đơn nha các anh chị.
và số điện thoại em để phần tiêu đề á, anh chị nhớ kết bạn Zalo hoặc gọi theo số đó nha. Rồi em bye bye mọi người nha.